mất mát, hụt hẫng, cùng cực. Đó là những cảm giác bà em Tô Thị Hải Vinh đang trải qua khi đối diện với sự thật đau lòng. Và giờ mẹ thì mất rồi thì giờ chị em không biết làm cái răng cả. Thế ra nhà là lo, cũng biết giờ dầm vào ai để vươn lên cả. Như chị em thì đi học được năm nữa đi, chứ chị biết được năm nữa là học xong năm nữa thôi chứ. Còn tương lai thì cũng chưa biết được là có học hết hay không. Còn với bà Chu Thị Nga, mất mát này đối với bà dường như quá sức. Không chỉ là cốt nhục, tình mẫu tử, mà chị Thủy, con gái bà mất đi, cũng có nghĩa là bà cùng năm đứa cháu nội ngoại vĩnh viễn mất đi chỗ dựa vững chắc. Cũng vì cuộc sống khó khăn chồng chất đã đẩy mẹ con bà đến cảnh sinh ly tử biệt. Nghĩ là coi như ra đi là mẹ cạn, cho nên Thủy im lặng Thủy ra đi. Thì vì với cái hoàn cảnh ở nhà làm không được cái ăn thua rồi là coi như để đi đất khách quê người để kiếm tiền về nuôi con. Nợ nần thì để trả cho hết. Không ngờ là coi như đi chưa làm được ngày mẫu thì là đã bỏ mạng, thương thì thương thật. Mà dù không biết mắt nó răng để mà cứ vượt lại. Chồng mất bởi tai nạn lao động cách đây nửa năm. Chị Thủy, con cái bà, một mình làm lụng, lo liệu cuộc sống cho ba đứa con của mình cùng hai đứa cháu ruột. Việc mưu sinh không hề dễ dàng, nên ra Tết chị quyết định ly hương làm ăn, hy vọng một ngày không xa sẽ kiếm được khoản tiền kha khá lo cho cả nhà. Thế nhưng bất hạnh xảy ra. Trong một lần di chuyển, chị Thủy bị đuối nước tại địa phận giáp ranh lãnh thổ Việt Nam với Trung Quốc. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh em họ hàng đã phải chạy vạy, mượn tiền thuê người trục vớt. Sau 2 ngày, thi thể chị Thủy mới được tìm thấy và đưa về quê an táng. 3 đứa trẻ đáng thương bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đứa lớn nhất năm nay lên lớp 11, đứa nhỏ nhất chỉ mới lên 3, phải cậy nhờ hết vào bà ngoại tuổi cao sức yếu. Trước đó bà Nga đã phải cám đáng việc nuôi 2 đứa cháu nội khi vợ chồng người con trai thứ 2 không may qua đời. Nhìn gia cảnh của bà Nga thì thật là đúng là qua tuổi thật. Nhà làm thì chưa xong, là mẹ bươn ra đi đi làm đi mà tan nợ cái nhà, mà nhà cũng chưa ra, chưa có cửa chứ cả. Chị Thùy bỏ con đi thì gánh nặng thì để cho bà Nga. Dân làng thì đến động viên sân xe tiếng. Chỉ là đứa trẻ lên 3, nên khi người lớn nói mẹ sẽ không trở về, cậu bé Huy Bình vẫn hồn nhiên chơi đùa. Bà Nga như đứt từng khúc ruột khi nhìn các cháu của mình bơ vơ, côi cút trên cõi đời. Đồng lương hưu công nhân ít ỏi 2,7 triệu đồng mỗi tháng của bà chắc chắn sẽ không thể đủ cho cả gia đình 6 người. Cuộc sống tương lai của các cháu bà sẽ đi về đâu? Ba cháu ấy chứ, coi như để lại cho mấy đứa cháu, bà không thể là lo được. Dư bà đừng lo được chứ, và ít lâu nữa thì bà mà nằm xuống thì ai lo cho các cháu đấy?
để cuộc sống của gia đình bà Nga bớt đi phần cơ cực. Năm đứa cháu của bà có cơ hội học hành, rất cần vòng tay yêu thương của những tấm lòng nhân ái. Một nắm khi đói bằng một gói khi no. Mọi sự giúp đỡ hảo tâm của quý vị tới gia đình bà Nga xin gửi về địa chỉ: bà Chu Thị Nga, xóm 11, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, điện thoại 0966 838 975, số tài khoản 0101 0012 37826, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghệ An. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số điện thoại của phóng viên chương trình Nhịp cầu nhân ái, nhà báo Hồng Nhung, số điện thoại 0916 686 023. Thông tin về hoàn cảnh cần được giúp đỡ của gia đình bà Chu Thị Nga đã khép lại chương trình hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website truyenhinhnghean.vn, kênh YouTube Nghệ An TV. Thông tin về những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, quý vị có thể gửi qua fanpage của chương trình NTV Nhịp cầu nhân ái. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi vào 21 giờ tối thứ 6 tuần 1 và tuần 3 hàng tháng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.